tại thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau cơn mưa lớn bắt đầu vào khoảng 18 giờ chiều nay và kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ thì nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ngập nặng trên diện rộng cũng như dẫn đến tình trạng xe chết máy. Do mưa lớn vào thời điểm vào giờ cao điểm cho nên là đã người dân rất là khó khăn trong cái việc di chuyển để trở về nhà. Và như phóng viên của VTC14 cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ đã cập nhật tình hình ngập trên tuyến đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến thời điểm bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi. Thì chúng tôi có mặt trên tuyến đường Trương Vĩnh Ký này. Tuyến đường này thì đã kết thúc cái đợt mưa lớn khoảng 2 giờ đồng hồ rồi. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì nó vẫn như là một dòng sông và mọi người phải lội nước để đi qua. Và như chúng tôi theo dõi thì xảy ra tình trạng xe chết máy rất là nhiều. Có nhiều phương tiện khi mà động cơ tốt thì có thể là di chuyển qua được. Nhưng mà đối với những phương tiện mà động cơ không tốt hoặc là cái thấp hơn thì có thể là nước vào cái phần máy thì nó dẫn đến tình trạng chết máy. Và quý vị có thể thấy là rất nhiều người ở phía sau đó thì chọn một cái phương pháp đó là ở trên một vỉa hè để chờ nước rút bớt để mới có thể di chuyển. Tại vì đã tuyến đường này nhiều năm qua thì đã xảy ra tình trạng ngập nặng cho nên là họ cũng di chuyển qua đây nhiều, thì người ta cũng biết rằng là khi mà di chuyển qua đây thì sẽ dẫn đến chết máy. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng di chuyển một chút về phía trước để tìm hiểu xem tình trạng ngập ở phía trước như thế nào. Quý vị có thể thấy là dù là cơn mưa đã kết thúc rất là lâu rồi nhưng mà cái mực nước ở hiện tại thì nó cũng còn rất là sâu và các phương tiện thì rất là khó khăn để di chuyển qua đây. Cập nhật một thông tin nữa thì trên tuyến đường Trương Vĩnh Ký đoạn giao với đoạn đường Gò Dầu thì là một trong những cái tuyến đường đang được thành phố chủ trương là xây dựng về cái biện pháp, cái phương án để chống ngập cho tuyến đường này. Và đây cũng là một trong những cái điểm nóng về tình trạng ngập ở thành phố Hồ Chí Minh đang trong một cái quá trình xử lý. Nhưng mà đến thời điểm nào xử lý xong và lúc đó hết ngập thì có lẽ là một cái câu hỏi mà người dân cũng đang rất là muốn biết. Nhưng mà thật sự thì đến thời điểm bây giờ vẫn chưa biết được như thế nào. Quý vị có thể thấy là xe khi mà những cái phương tiện di chuyển tới đây thì phần lớn là nước vẫn còn ngập tới khoảng nửa bánh xe. Chúng tôi cũng cập nhật thêm là đối với cái khu vực quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh thì ngoài tuyến đường Trương Vĩnh Ký thì còn những tuyến đường khác cũng đang xảy ra tình trạng ngập, như là đoạn đường Gò Dầu, đường Tân Sơn Nhì, đường Nguyễn Cửu Đàm. Thì khi mà đối với các khán giả là khi mà di chuyển đi qua những khu vực này thì quý vị lưu ý. Và hiện tại thì ở đây thì tôi thấy có một người dân đang đi bộ ở đây, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với người dân để họ suy nghĩ thế nào. Thưa anh, thì không biết là anh sống ở tuyến đường này lâu chưa ạ? Tôi sống từ năm 2000 tới nay đây. Nhưng mà khoảng nó ngập được khoảng là 5 năm trở lại đây. Thì không biết là mình đã sống lâu nhưng mà trước đây là 5 năm trở lại đây thì nó bắt đầu ngập nặng, thì mình có tìm hiểu cái nguyên nhân là tại sao không ạ? Thì cái do cống nó không thoát thôi. Anh thấy thì đối với cơ quan chức năng hoặc là lực lượng những cái cơ quan chức năng thì những cái lúc ngập như thế này có ai ra xử lý như là xử lý cống, móc cống này kia để cho cái tình trạng thoát nước nó nhanh hơn? Không có ai tới là làm hết. Chỉ mới đây là có gắn một cái gì ra này để đo cái gì để gắn ở cái trụ ra này, có gắn một cái thôi. Còn không thấy ai giải quyết gì hết, không ai coi vậy. Thế thì người dân của mình có phản ánh lên chính quyền địa phương không ạ? Thì tôi cũng không biết là có ai phản ánh hay không, tôi không biết. Nhưng mà tôi ở mới nhà ra đây, nhà 202 ra đây. Thì hồi giờ khoảng 5 năm là đây là ngập thường xuyên ở đây. Lúc luôn cái tơ ly này luôn nè. Bữa nay là như vậy mấy cô tới là coi như là cạn rồi đó. Tại vì cơn mưa thì nó đã kết thúc 2 giờ đồng hồ. Mà đến thời điểm 2 giờ nhưng nó vẫn ngập như thế này thì mình hiểu là nó như thế nào đúng không ạ? Vậy thế em hỏi một xíu là không biết mưa lớn và ngập một cái 5 năm nó không phải là thời gian ngắn thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình anh cũng như là mọi người xung quanh đây như thế nào ạ? Thì buôn bán thì coi như là đóng cửa, còn cái đó cô thấy đó, người ta đi xe thì dắt bộ, toàn bộ là dắt bộ hết, còn xe tải xe là chạy nó đẩy nước hết vô nhà dân ở bên thôi. Dạ. Không biết là công việc của mình ở đây là buôn bán hay kinh doanh gì ạ? Nhà này tất cả là ở bằng tiền này là sửa xe này, cà phê, buôn bán hết, không có nhà nào mà ở đâu. Nghĩa là công việc của mình là cũng sửa xe luôn hả anh? Thế thì hay quá, anh có thể là hỗ trợ em một chút cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi cái thông tin là em thấy là nhiều người khi mà xe đi di chuyển những cái tuyến đường ngập nước như thế này nè thì hay bị chết máy.
thì không biết là anh có một cái lưu ý nào không, đây có nghĩa là mọi người có thể là làm cách nào để tránh thiệt hại những cái thiết bị trên xe ạ? Nói chung là trời mưa thì cũng nên là đừng có đi ngang qua cái đường Tư Vĩnh Ký, cái đường gò dầu này là tốt hơn chứ không có làm gì được. Nhưng mà anh cũng có thể thấy là mình thấy là thành phố thì hầu hết nhiều tuyến đường đều bị ngập hết. Không thì vô chỗ nào ngồi uống cà phê tới hết mưa khoảng tiếng 2 tiếng về. Em xin hỏi thêm một ý nhỏ nữa thôi, thì không biết là nếu mà xe máy mà mình đi mình chạy mà mưa như thế này nè, rồi nó tắt máy như vậy thì nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ạ? Vì té hoài gì, cái xe chạy sập ổ gà này té phụ nữ gì té, thanh niên cũng té chứ không gì nó phụ nữ. Có lẽ là đối với những cái đoạn đường ngập nặng thì mình vẫn không nhất là dẫn bộ qua hoặc là mình né đi chứ không nên di chuyển, đúng không ạ? Em xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ, em chào anh. Quý vị có thể thấy là đó là cái tâm sự của người dân sống quanh khu vực ở đây, thì thật sự thì rất là nhiều người dân thành phố đều khổ tâm khi mà thành phố đã chi rất là nhiều tiền để cho những cái công trình chống ngập, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì có thể thấy là khu vực này vừa hết ngập thì nước bắt đầu đổ sang khu vực khác. Và hiện nay thì trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đúng là có một cái siêu máy bơm để chống ngập cho tuyến đường này, và hiệu quả thì vẫn chưa được đánh giá và kết luận. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái hy vọng là trong những thời gian sắp tới nữa thì thành phố sẽ có nhiều những cái phương án để giải quyết tình trạng ngập này và người dân thì sẽ bớt khổ hơn nữa. Và chúng ta đang di chuyển, quý vị có thể thấy là nhìn phía trước đó là rất là nhiều người đang chờ đợi, họ ở trên những cái bụng thế này tại vì không dám di chuyển, tại vì có thể là nó sẽ gây ra tình trạng chết máy. Như là cái anh lúc nãy vừa chia sẻ, quý vị có thấy là nước ngập rất là sâu. Và ở đây là có thể thấy là con nước đã cao lên là gần tới đầu gối, nó ngập hơn cái vị trí lúc nãy rất là nhiều. Và có lẽ là chúng ta sẽ vào phía trong đây để trò chuyện với một vài người dân ở đây. Mình chào bạn, không biết là bạn chờ ở đây lâu chưa? Em mới rồi. Mới rồi. Dạ xe chết máy rồi. Dạ gần. Dạ xíu nữa mới dẫn đi. Dạ. Dạ không. Mình thấy phía trước cách đây chỉ khoảng hơn 50m thôi thì có một tiệm sửa xe, thì cứ như mình dẫn qua bên bản mình sửa. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Ở trên tuyến đường Trương Vĩnh Ký này thì hầu hết mọi người dân đều kinh doanh cửa hàng, buôn bán cà phê và rất là nhiều những cái mặt hàng khác, và tình trạng mưa như thế này thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống của người dân ở khu vực này. Quý vị có thể thấy là cũng rất là nhiều phương tiện đang phải dẫn bộ phía trước. Chúng ta sẽ thử trò chuyện với một bạn này. Bạn ơi, không biết là bạn chờ ở đây lâu chưa? Mình chờ đến nào? Lâu lắm rồi. Không biết là xe mình đang bị tình trạng như thế nào ạ? Chết máy. Mình bây giờ là mình chờ nước rút rồi mình mới đem sửa hay sao bạn? Chờ gió nóng máy đi. Hãy phía trước có tiệm sửa xe thì có gì mình có thể di chuyển chút rồi. Rồi mình cảm ơn bạn. Quý vị thì đến thời điểm hiện tại thì mưa vẫn còn đang diễn ra, mưa với lượng nhỏ hơn thời điểm đầu rất là nhiều. Tuy nhiên thì mưa nó cũng góp phần cho cái tình trạng rút nước nó trở nên lâu hơn. Và đến thời điểm hiện tại thì so với lúc đầu khoảng đây cách đây 2 giờ thì nó nước rút cũng không được nhiều lắm. Và đây một hộ kinh doanh ở khu vực này. Em xin chào anh ạ. Thì không biết là anh ơi, ở khu vực này nó ngập, em được biết là cũng rất lâu rồi, thì không biết ảnh hưởng tới đời sống của mình như thế nào ạ? Ừ, anh cũng từ quận 12 anh đi có việc ở đây thì cũng kẹt hơn tiếng rồi anh ở đây luôn. Thế mình tình trạng như thế nào ạ? Thì nó vẫn còn nổi được, nhưng mà do nó sâu quá anh sợ đi tới một tí nữa là nó sẽ chết máy. Cho nên anh mới tắt vô lề. Xe di chuyển qua những cái tuyến đường ngập không? Đi lắm, nhưng mà cho nên anh không có biết là cái đường này nó ngập như vậy. Chỉ là mình đang rút kinh nghiệm là không di chuyển qua để tránh tình trạng hư máy. Sau trời mưa chắc anh không có dám đi đường này nữa. Em cảm
cảm ơn anh. Không biết là anh có một cái mình có rành về xe máy này kia không, có thể chia sẻ cho khán giả được biết là đối với những tuyến đường ngập này kia thì xe cộ của mình có những cái lưu ý nào để tránh những cái thiệt hại hư hại không biết là anh hay chia sẻ. Thì thường là nếu như gặp máy xe này thì anh hay tấp vô lề liền, bởi vì nếu như đi mà một quãng đường dài này kiểu gì xe sẽ bị tắt máy liền, mà một khi tắt máy thì nó còn cực khổ hơn so với lại lúc mà trước khi mình tắt máy. Ừ. Nó sẽ hư hại nhiều hơn nữa mà. Phải tìm cái quán để mình xúc lại cho nó mới đổ lại. Chứ còn bây giờ mà để mà nó chết máy cái coi như là mình về không được luôn, khổ hơn. Em thấy phía trước thì cái tình trạng phía trước thì nó sẽ đỡ hơn khu vực này, rồi mong là mình sẽ có thể sớm di chuyển đi thì nó đỡ ảnh hưởng. Thưa quý vị thì hiện tại thì tình trạng ở đây nó vẫn còn ngập sâu, mưa thì nhỏ và dự kiến thì nó sẽ còn kéo dài. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thì trong ngày mai thì thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh miền Nam sẽ vẫn còn xảy ra tình trạng mưa lớn trên diện rộng. Quý vị nhớ lưu ý là sẽ còn diễn ra tình trạng mưa lớn như thế này nữa, và trong những cái thời điểm như là tháng 10 là thời điểm mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ thường xuyên xảy ra những trận mưa lớn, và mong là người dân chúng ta sẽ lưu ý để có những cái sự chuẩn bị kỹ càng để mà mình tránh gây ra những cái ảnh hưởng đối với cá nhân mình. Và chúng tôi xin kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào quý vị.